Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến sức khỏe của em Đạt ngày hôm nay, cũng như là vụ việc của em Đạt khi nào mới giải quyết, khi nào mới có kết quả cho việc là ba cha con nhà kia thì sẽ có trong video ngày hôm nay. Vụ việc của em Đạt thì đã được gọi là cơ quan họ khởi tố ấy, là ngày 27 tháng 3. Thì đến ngày 27 tháng 4 mới được 1 tháng. Và đến ngày 27 tháng 5 mới được 2 tháng. Thì cái quá trình tạm giam mà giải quyết ấy, để tìm bằng chứng hồ sơ và họ điều tra mọi người, là từ 2 đến 4 tháng. Có nghĩa là bây giờ cái em Minh kia ấy, là vẫn đang bị tạm giam thời gian từ 2 đến 4 tháng. Thì đến cái quá trình từ 2 đến 4 tháng có thể tầm 2 tháng rưỡi, hoặc là 3 tháng hoặc 4 tháng, thì lúc đó mới có kết quả điều tra. Có nghĩa là lúc đó họ mới có thể là xử lý đó. Lúc đấy mới đưa ra kết quả là cái người cha đó có giúp sức gì hay không, có giúp sức gì trong cái vụ việc trong em Đạt hay không. Nhưng em vẫn nói tất cả mọi người này, người cha biết hoàn toàn sự việc. Bởi vì sao? Khi người cha ấy đang đi trên đường về thì bắt gặp hai người con đang đi từ nhà ra sân đình lệ mật, thì nếu hỏi con đi đâu thì người cha có kể lại, à người con có kể lại là cái sự việc cho người cha nghe, thì sau đó người cha mới chở hai đứa con lên sân đình. Thì ở đây á là đang thắc mắc là gì, là người cha có biết được là con của mình có tác động đến em Đạt không, người cha có can ngăn không, người cha có biết cái hành vi đó không, hay là người cha đứng ở bên ngoài, thì cũng phải xác minh. Nên cái quá trình này á là phải xác minh trong thời gian được 3 tháng 2 đến 4 tháng đó. Thông tin tiếp theo, mọi người hỏi em là ủa cái em Minh kia mà bây giờ mới chưa đủ 18 tuổi thì có bị xử lý đi tù không. Thì em nói tất cả mọi người là bây giờ cái thời gian ấy, cái khung hình ấy là từ 16 đến dưới 18 tuổi, từ 14 đến dưới 18 tuổi, thì có nghĩa là cái mức đó là nó đã giảm được một nửa. Có nghĩa là bình thường thì 14 năm thì em này sẽ đi 7 năm, chứ làm sao mà thoát được mọi người. Còn cái vấn đề em nói tất cả mọi người này, bây giờ có tiền cũng không có lo được nữa. Bởi vì sao? Đã khởi tố rồi, thà như ban đầu ấy mà biết mà xử lý đi thì có nghĩa là nó không có tình trạng như vậy. Bởi vì sao quý vị? Nghe mẹ của em Đạt nói á, là ban đầu á là đầu tiên nhá, là đưa qua cái bệnh viện gì đó đó, là đưa qua 30 triệu, xong hôm sau chuyển qua bệnh viện 108 là thêm 40 triệu nữa, là tổng 70 triệu. Thì người bố mới nói là bây giờ ông bố chỉ có 70 triệu thôi, còn nếu muốn thêm nữa thì ông đi nhảy cầu. Có nghĩa là ông ấy đã đưa ra một cái mặc định là không có nữa, chỉ có 70 triệu thôi. Có nghĩa là họ đang tính ấy, em Đạt chỉ có đáng giá 70 triệu. Mọi người thấy bức xúc không? Có nghĩa là bây giờ cái việc mà con mình gây ra, mà trong khi đó ông bố này lại biết sự việc. Nếu như ông bố này mà không biết con mình đi xích mích ấy, thì em không nói làm gì, bởi vì chả liên quan gì, ai làm người ấy chịu. Nhưng mà ở đây là người bố lại là cái người chở con mình từ nhà đi qua sân đình. Em không biết đến cái sân đình đó ông bố đi vô trong hay không, hay là ông bố đó ông đứng ở ngoài, hay là ông ngồi chờ. Nhưng đó là cái dấu hiệu giúp sức về mặt tinh thần. Đúng chưa? Còn chưa kể đến mức độ mà em nói mọi người là bây giờ còn điều tra xem là em của ông Minh ấy, em của em Minh ấy, là có cùng tham gia không. Bởi vì cái nguồn cơn bắt đầu từ em của Minh đó, thì chúng ta cũng phải lấy rằng là trong thời gian 3-4 tháng nữa thì mới xét xử cái điều đó. Và tiếp theo là thông tin buổi trưa ngày hôm nay á, là sức khỏe của em Đạt vẫn có tín hiệu vui mọi người ạ. Bởi vì sao? Khi mà gia đình có nói á, là bây giờ em tiếp nhận thuốc tốt, tiếp nhận sữa tốt, có tín hiệu phục hồi về chân và tay phản ứng tốt, và em lưu thông máu rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì da tay em hồng hào. Nếu không á, là da tay em ấy nhìn nó không có hồng hào, nó sẽ tái. Bởi vì nó không có lưu thông máu được, nó sẽ tái. Đó, cách đây 2-3 hôm thì em Đạt còn có cái vấn đề là phản ứng với thuốc. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, thì em đã hết phản ứng và em hợp với thuốc, hợp với sữa. Thì nếu như cái tình trạng em cứ biết như vậy thì chắc chắn với mọi người là sẽ có chỉ định tiếp theo. Còn hiện tại thì gia đình có nói rằng là bây giờ là tạm thời á, là vẫn để em điều trị ở đó. Bởi vì các bác sĩ ở đây rất tốt nha, điều trị và các phương pháp có thể nói là mọi người là tốt nhất để giúp cho em Đạt sẽ phục hồi. Và đến ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu vui đã xảy ra. Và phía bên kia ấy, họ lại bắt đầu sợ. Họ lại bảo là bây giờ để đưa 1 tỷ để dàn xếp cái vụ việc này cho nó xong đi, để cho gọi là như kiểu là chưa từng xảy ra, để giống như kiểu là bây giờ là đưa 1 tỷ là xong rồi, là em Đạt là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Ủa, em hỏi mọi người là xảy ra ngoài ý muốn ấy, là người cha phải không biết? Người cha biết và nghe được con nói là xích mích xảy ra, em phải mách anh. Sau đó là ông cha này mới chở hai đứa con mình qua sân đình lệ mật để xích mích với em Đạt. Vậy mà lại bảo là đấy là cái việc xảy ra ngoài ý muốn, đúng không? Và cái thứ hai là hiện nay tình hình sức khỏe của em Đạt đang có dấu hiệu tiến triển tốt. Em vẫn tin, vẫn nói với tất cả mọi người rồi, luật sư Thơm đã nói là cái niềm tin chiến thắng, là các luật sư, các bác sĩ và người dân chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, và các bác sĩ vẫn nỗ lực hết mình và có thể nói mọi người là sẽ vượt qua. Nên là bây giờ là chúng ta có cái hy vọng rất là lớn.
thì chúng ta hy vọng càng lớn thì phía bên kia họ lại càng sợ. Họ sợ gì quý vị? Họ sợ là Em Đạt tỉnh lại sẽ nói hết sự thật là cái người cha đó có tác động hay không. Đó, rồi người cha đó có đứng nhìn hay không, người cha có biết không, thì lúc đó chúng ta sẽ biết ba mặt một lời. Còn bây giờ Em Đạt đang nằm bất tỉnh, họ muốn nói gì nói, chúng ta đâu có bằng chứng, bây giờ nói có bằng chứng đâu, đúng không? Bây giờ không có bằng chứng. Và cái vụ việc của Em Đạt này á, cũng được nói rằng là chỉ có động một cái nhẹ vào mặt và sau đó đã nằm bất tỉnh. Thì mọi người có tin không? Em không tin. Nhưng mà tất nhiên ấy là khi làm việc thì phải có bằng chứng. Đó, nên là bây giờ nhá, bây giờ là Em Đạt ấy đang có dấu hiệu phục hồi, thì phía bên kia ấy họ lại rất là sợ. Thì khi mà họ sợ, họ sẽ tìm cách, nên là bây giờ phải đảm bảo được cái sự an toàn cho Đạt cái đã. Cả gia đình bây giờ đâu có dám cho người lạ vào đâu quý vị. Không cho người lạ vô, bởi vì sao? Cái tình trạng của em ấy mỗi ngày một tốt lên. Bây giờ em nói tất cả mọi người này, khi mà cái lượng thuốc được truyền vào trong người em nhiều, điều trị thời gian dài là gần 2 tháng, cái lượng thuốc đó có thể nó sẽ làm cho cái vấn đề phù não nó sẽ giảm xuống. Em tập phục hồi chức năng, em đã biết co người, vặn người và giống như kiểu em phản ứng với đau. Và đến ngày hôm nay khi chúng ta biết cái thông tin là em đã có thể là co người lên, bởi vì có phản ứng và em không cần phản xạ với đau nữa, mà em có cái phản xạ tự nhiên là tay em đã co được, chân em đã co được. Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì cái chân em nó không bị teo. Và cũng nhận được thông tin từ gia đình em ấy là hôm nay Em Đạt ấy là em nằm điều trị trong phòng ấy, thì mẹ Em Đạt có tắm mà lau người cho em ấy, thì cái tay của Em Đạt nhá, là khi mà lau ấy, cái tay của em giống như kiểu là em muốn nắm lấy cái bàn tay của mẹ Em Đạt ấy. Nó giống như kiểu là em nói với mọi người là cái cảm giác đó là phải là người thân người ta mới cảm nhận được. Giống như bà nội đó, bà nội bảo là lúc mà đưa tay em lên má này là cái giống cái bàn tay của em cứ muốn giữ vào má của bà nội bé. Họ cảm nhận được đó, nên là em cũng vẫn nghĩ rằng là bây giờ Em Đạt ấy là đang nằm bất tỉnh, nhưng em có thể hiểu được gia đình là đang thương em như thế nào, cộng đồng mạng đang trông chờ em như thế nào. Nên em cũng cố gắng lắm mọi người ạ. Em có cái cự quậy về chân tay như vậy là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Thế em bảo tất cả mọi người đã nằm ở đấy bất tỉnh 2 tháng trời, em không có biết gì hết á, nhưng bây giờ em có cự quậy và da tay em hồng hào. Chúng ta nhìn vào da tay chân của em, chúng ta không tưởng tượng được Em Đạt đã nằm ở đó bất tỉnh 2 tháng. Bởi vì cái người mà nằm ở đó thì họ sẽ không thể nào mà nó lưu thông máu được tốt như vậy được. Đó, Em Đạt là được lọc máu liên tục từ hôm bữa đấy, cái hôm mà bị phản ứng với đau đấy, thì phản ứng phản xạ với vệ thuốc ấy, thì được lọc máu để cho nó sạch và lưu thông tốt hơn. Thì bây giờ em đã có cái hiện tượng là hết tất cả những cái vấn đề là phản ứng, và em cũng hết bị viêm ở chỗ đùi ấy mọi người, bị lở ấy. Đó, khi mà em nằm ở bộ vị trí nóng quá nhiều ấy, thì bây giờ cái tin vui của em liên tục được cập nhật và em hồi phục theo từng ngày. Đó, mỗi ngày trôi qua là em đều hồi phục. Như sáng nay thì em cũng nhận được tin là em là khi được gia đình đưa ra phục chức năng là em cũng có cái phản xạ hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Thì em cũng tin là có thể là một ngày cái sự thay đổi rất là lớn. Bây giờ em nói tất cả mọi người là cái lượng thuốc của em ấy là được truyền hàng ngày, sữa của em ấy, thức ăn ấy cũng được truyền hàng ngày. Thì khi mà cái lượng sữa và lượng thuốc kết hợp với nhau để một phần cung cấp dinh dưỡng, một phần để làm giảm cái vết đau, thì em sẽ có cái mức phục hồi ấy, là từ từ. Em nói mọi người là chúng ta không cần mong muốn cái phục hồi quá nhiều đâu. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thì em đạt sẽ phục hồi khả năng rất là cao. Bởi vì em nói tất cả mọi người là bây giờ, và sư thầy cũng đã nói đó, là khi mà được các bác sĩ chăm sóc tận tình ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thì đấy cũng là một cái vụ việc mà chúng ta đang rất là quan tâm, là em đạt có thể sẽ được phục hồi. Bởi vì sao? Khi mà em đạt nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ấy, thì các bác sĩ cũng chăm sóc em rất là tận tình, cũng như là để cho mọi người biết được rằng là tình trạng của em bây giờ cũng không có chuyển đâu được đâu, không có đủ điều kiện để trị đâu. Đó, em đạt thì bây giờ vẫn đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là một cái nơi tốt nhất. Bởi vì là em đạt bây giờ cũng đã được các bác sĩ chăm sóc tận tình giúp đỡ em, và tình trạng của em bây giờ vẫn chưa tỉnh. Làm sao em đạt phải tỉnh, em tỉnh và hồi phục về sức khỏe, thì lúc đó em mới đủ điều kiện để chuyển viện. Mà khi mà đã đủ điều kiện để chuyển viện rồi thì cái cơ hội mở ra nó quá lớn, đúng không? Như ngày hôm nay thôi, đó là buổi trưa ngày hôm nay thôi, là khi chúng ta nhận được thông tin này là chúng ta cảm thấy nó vui rồi. Đó, thứ nhất là bây giờ ba cha con nhà kia cũng không thể thoát được rồi, cơ quan chức năng họ sẽ điều tra làm rõ để có thể xử lý về ba cha con nhà kia. Cái thứ hai là cái liên quan của người cha như thế nào, có tham gia cùng hay không, người cha có biết hay không, mà người cha liên lụy đây nhiều thì có phải bị xử lý hay không quý vị? Chắc chắn là bị xử lý chứ. Nếu như mà liên quan nhiều, cùng tham gia mà có nhân chứng thì người cha làm sao thoát được. Đó, nên còn chưa biết được là ở đây là nếu như mà một mình em Minh kia thì lại khác, còn có 3-4 người cùng tham gia thì nó lại khác. Nên là em nói tất cả mọi người là cái vụ việc này là bây giờ họ rất là sợ em Đạt tỉnh lại. Nếu em Đạt tỉnh lại thì có thể là sẽ đối chất sự việc và làm sáng tỏ rất nhiều câu hỏi, đúng không? Đến bây giờ thì cái tin đồn ấy, về cái việc là cái lúc đó em Đạt là có xích mích với em Ca, với em Minh ấy,
Thì lúc đấy có rất nhiều người, mà tại sao không dám ai đứng ra làm chứng? Bởi vì họ cũng sợ liên lụy đến gia đình, người thân. Nên là bây giờ em Đạt mà tỉnh lại được thì cái vấn đề làm chứng thì nó sẽ ba mặt một lời, và cũng sẽ là cái kết cục cho ba thằng con nhà kia. Đó, nên là em nói tất cả mọi người rồi, mỗi ngày trôi qua chúng ta chỉ cần nhận được một chút phần trăm tin vui thôi, không cần nhiều. Bởi vì em về não mà phải điều trị trong một thời gian dài, dù có như thế nào thì chăng nữa em Đạt vẫn phải tầm một tháng nữa thì nó có cái tin gì đó nó mới có tiến triển được. Chứ bây giờ em Đạt phải hồi phục trong một thời gian dài, bị não là mọi người biết rồi, có lúc là nằm bất tỉnh 2-3 tháng trời nhưng mà người ta vẫn phục hồi, thì em Đạt lại được chăm sóc đặc biệt, lượng thuốc tốt nhất thì chả thể nào nó không phục hồi, đúng không? Nên em vẫn đặt một cái niềm tin rất là lớn là em Đạt sẽ phục hồi trong cái thời gian sớm nhất khi mà được các y bác sĩ chăm sóc tận tình và sẽ có cái phác đồ điều trị nó tốt nhất cho em. Bởi vì sao mọi người, tất cả những cái vấn đề điều trị đó nó vẫn phải phụ thuộc vào sức khỏe nữa. Chứ bây giờ có phác đồ điều trị mà em không có sức khỏe thì làm sao điều trị mọi người, làm sao chỉ định được, đúng không? Nên là bây giờ cái quan trọng nhất là phải hợp với thuốc, hợp sữa, ngày nào cũng truyền, ngày nào cũng tập phục chức năng để tránh tình trạng teo cơ cho em vận động. Và cái lượng thuốc vô, cái lượng sữa vô sẽ giúp em có sức khỏe, và khi em có sức khỏe rồi thì em sẽ có thể là sẽ chiến đấu với bệnh tật đó. Nên là thông tin ngày hôm nay cũng rất là vui, em cũng nói với mọi người rằng là có thể là sau thời gian tầm 2-4 tháng đó, có thể nếu như mà tình trạng nghiêm trọng nha thì họ sẽ gia hạn, còn không thì em nghĩ là tầm 2-3 tháng thôi thì sẽ có kết quả xem là cái người cha đó có liên quan gì không, có đồng phạm giúp sức không, có thấy con mình có xảy ra hay không, hay là người cha đứng ở ngoài. Thì lúc đó họ phải làm rõ bằng những cái căn cứ bằng chứng xác thực, chứ không thể nói miệng được đó. Nên là em cũng vẫn mong làm sao đó mà để em Đạt phục hồi nhanh nhất có thể, để chúng ta thứ nhất là làm sao em Đạt vượt qua cái giai đoạn này, cái thứ hai sẽ làm chứng để chúng ta xử lý được ba cha con nhà kia. Không phải là có tiền là làm gì cũng được đâu, đúng không? Hôm bữa nói là 70 triệu không có, có tiền bây giờ mà lấy thêm nữa là đi nhảy cầu, còn bây giờ thì lại có thể có một lo một số tiền lớn ở đâu ra, hay là bây giờ đã biết lo lắng, đã biết sợ là em Đạt tỉnh lại rồi, đúng không? Nên là bây giờ cái vấn đề mà đảm bảo an toàn cho em ấy vẫn sẽ được đưa lên hàng đầu. Và khi tất cả mọi người xem video của em, mọi người đừng quên nhá, bấm like, bình luận thật nhiều để ủng hộ em. Bởi vì mỗi cái lượt bình luận của mọi người á, nó sẽ giúp cái video tương tác nhiều hơn, nhiều người xem được thì nhiều người sẽ cầu nguyện cho em hơn, thì em Đạt sẽ mau hồi phục hơn mọi người nhá. Rồi, chào tất cả mọi người.